siêu không? Đeo siêu không? Này, này, đeo nước vào cho cả. Con cháu thôi này, này toàn những đứa sắp ra, ôi giời toàn. Có gì nó e lệ lệ đùng nhỉ? Cá mở kẹo là cái gì cả? Cái kia là quen cả Hàn nào? Quen qua qua là Hàn Quốc à? Dung là cái gì? Cái gì? Hàn Quốc một cái gì nhỉ? Nào đưa làng cô, đưa chúng nó vào đây. Bà ơi, vào đây đưa nó vào đây. Cứ kiểu mọi bà ơi, bà ơi. Đi vào đây đâu, không phải cho bà ăn kìa. Không phải ai được lên đâu nhá. Còn gì nữa? Không. Mày cứ vào trong kia cho nó vào. Sao đây? Sao đây? Cuca. Cuca, Cuca đi đâu? Úi trời ơi. Ôi mặc kìa. Úi giời, mặc này, mặc này. Mặc trông giống nào. Chào ông đi. Ơ không chào ông à? Chào ông chưa? Đây. Tay chào như là. Úi giời. Thế này lại đi dép lê đấy, đúng rồi, giày đâu? Giày đâu? Hả? Giày đâu? Cứ đi vào mà. Đấy, ngày mùng một Tết các cháu ơi. Thiếu làm đấy, không? Đấy, đấy lại phát trực tiếp. Dạ. Yeah. Lên 6 chiếc đỉnh nha các chú, phải cẩn thận ạ. Phải đứng ở kia quay. Sáng bạn nha, đây là cái đầu bà tỷ của nhà tớ. Xin chào. Họ giả 6 tỷ 2 cây này mà hôm ấy cũng bán đi. Đây, là cái đầu với thế lại là thế. Sao lại mang chân? Sao lại nghe được với cảnh thất thố ở đây thì... Đây là cái đầu đấy. Giá trị như này. Rất là đẹp luôn. Lại cả đào bích Hà Giang lẫn đào thất thố. Đấy cái đào giá trị ra có được không? Đâu cứ ngân hàng nhà cháu đi đâu rồi? Đi đâu? Hoa chi ngơi hoa đào này đẹp nhỉ? Con không quay tí nhà không bộ ăn trưởng bộ tài chính. Thế đâu ơi. Cái xoài này xoài kẹo không được đâu. Đây. Không được nữa đâu. Nhà bộ trưởng bộ tài chính ta phải quay. Không được. Ta sáng bây giờ phải cứ hai vào kéo cơ. Ơ thằng Bin Bin. Cái dâu tây này. Cái dâu tây Bin. Một gì ạ? Ly Đông Thu. Nhà thì kém hết. Đây nó có thèm nhìn được không? Ngon lắm. 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 Ng
đủ đủ ra cái hạt để đâu rồi? Ủa? Ở trong sổ sắc hả? Này các con cầm vào đấy đấy, úi trời được nhiều thế các bà. Bà Hân lại tặng bác đấy, bác mấy bác hạ, bác mấy bà hàng à? Đấy, ôi trời ơi, đấy hôm nay cùng hai gia đình tôi ở với chị, úi trời ơi nhiều thế, nhiều thế, nhiều thế, úi trời tôi nhiều, bà sợ quá con được không? Ôi trời, nhiều thế nè. Ừ. Nó bảo nó lấy miệng kinh lên. Ôi, nhiều quá. Đấy. Đấy. Hôm nay... người ta mới chị thôi. Năm ngoái thì tôi vẫn cùng tặng mấy cho các cháu. Nhưng mà năm nay chị ơi, thôi thế này cũng rất là vui rồi. Yeah. Đấy. Cô cứ năm nay cô cho con sức khỏe, nhiều tiền. Đấy. Đánh ra sông lên bài đây này, chúng nó này, chúng nó khoái bác chính quá đây này, chúng nó đây này. Chết ôi trời ơi, nắng nắng nhiều thế, cho ông vay nào. Mùng hai Tết tất cả anh em họ hàng con cháu thì lại ở với tôi. Nó nhìn thấy bà và các bác nó sướng quá chúng nó. Bà chắc trên gác bà nghỉ không? Đấy, hôm nay về ông anh rể phục vụ này. Ôi, ai ăn đứa nào ăn đứa khác đấy nha. Đấy, nhà thì làm kiểu ảnh nữa nhỉ, sao tính sau nhỉ? Cần gì đây rồi xong. Anh có đi đi. Em cũng rồi. Làm gì đây, chiều đấy.